Đoàn giáo xứ Công xứ chúng con rất vui mừng. Có lẽ đây là niềm vui mừng mà không chỉ Tân Linh Mục mà cộng đoàn giáo xứ chúng con đã mong chờ từ lâu. Vì thế hôm nay cha xứ và cộng đoàn giáo xứ Hương Sơn chúng con cũng có những món quà nhỏ chúc mừng tân chức nhân ngày tân chức bước lên bàn Thánh Chúa. Trước hết là món quà đến từ cha xứ và cộng đoàn giáo xứ Vinh Sơn. Con xin kính mời cha xứ và vị đại diện cho cộng đoàn giáo xứ lên tặng hoa chúc mừng tân chức. Chất chứa những tình cảm dành cho tân chức trong ngày lễ hôm nay và cũng xin được gói ghém trong những bông hoa tươi. Con xin trân trọng giới thiệu lãng hoa đến từ bốn giáo khu trong giáo xứ Hương Sơn. Xin giới thiệu vị đại diện cho các khu lên chúc mừng tân chức. Xin giới thiệu đợt hoa đến từ hội lòng chứa thức sâu. Con xin giới thiệu gia đình chị Quyền Thảo, con thân yêu của ông bố và gia đình ông bà đón giáo sư cũng có bó hoa chúc mừng tân chức của lễ hôm nay. Giới thiệu tiếp theo là lãng hoa đến từ các anh các chị gia đình bác Thiết giáo xứ Vinh Sơn. Tiếp theo là lãng hoa đến từ gia đình ông bà Nguyễn Đại Nam và gia đình ông Thành. Xin giới thiệu đoàn hoa tiếp theo đến từ gia đình trong đoàn giáo xứ Phúc Thạch, cũng có những hoa chúc mừng tân chức trong ngày lễ hôm nay. Sơn cũng có bó hoa để chúc mừng tân chức trong ngày lễ hôm nay. Xin mời gia đình ông bà.
Xin giới thiệu tiếp theo là ông chủ Ngô Duy Mân, chủ Liên Minh Đức Maria Mân Cô Hạt Bắc Kiệt Hà. Chúc mừng tân linh mục. Trong tâm thiện cảm tạ tri ân, con xin mời quý cha và